Trọng Phúc và Đăng Đăng chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giữa Arizona trên kênh Việt News USA. Để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé! Mời quý khán giả đến dự chương trình Sa mạc tình yêu nhân dịp kỷ niệm 4 năm thành lập đài Việt News USA. Chương trình có sự góp mặt của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yếm đến từ trung tâm Thúy Nga, nam ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam đến từ Canada, nữ ca sĩ Tina Ngọc Nữ đến từ Canada, nam ca sĩ Hoàng Phong, nam ca sĩ Laco Padilla, nữ ca sĩ Thu Hồng và hai MC chuyên nghiệp Mộng Tuyền và Trọng Phúc. Chương trình được tổ chức lúc 7 giờ PM Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024 tại Indo American Hall, 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Vé vào cửa sponsor 75 Mỹ Kim, VIP 60 Mỹ Kim, vé đồng hạng 45 Mỹ Kim, mua tại cửa vui lòng thêm 20 Mỹ Kim. Nhiều gian hàng ẩm thực, bán thức ăn, nước uống tại chương trình. Đặt vé và tham dự chương trình vui lòng gọi 602-481-2647, 602-481-2647. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona, một người chết, một mất tích sau khi hai người chìm xuống nước ở Salt River. Vấn đề phá thai trên lá phiếu, những điều cần biết về dự luật 139 của Arizona. Tin California, 8 lính cứu hỏa California phải nhập viện sau khi xe cứu hỏa lật trên xa lộ. Người phụ nữ đổ lỗi cho kẻ đột nhập với cái chết của bạn trai, hiện bị buộc tội giết người. Tin Đông Bắc Mỹ, tin Massachusetts, thêm 2 trường hợp nhiễm virus West Nile được xác nhận ở Massachusetts. Tin Maryland, di chuyển qua Royal Farm và Wawa Sheep đang đến quận Baltimore. Tin Virginia, người đàn ông 41 tuổi bị đâm chết ở Northside của Richmond. Tin Washington DC, Coolidge lên kế hoạch hành hương vào ngày 21 tháng 9 tới đền quốc gia ở Washington DC. Tin Hoa Kỳ, tên trộm Miami Converse bị bắt kẹt trước khi cầu xin chủ xe giúp hắn ra khỏi xe. Hơn 20 học sinh trường Florida bị bắt sau khi bị cáo buộc đưa ra lời đe dọa kể từ đầu năm học. Tin bầu cử, hướng dẫn cử tri về cuộc tổng tuyển cử năm 2024 ở Arizona. Đây là những điều cần biết trước khi bỏ phiếu. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona, một người chết, một mất tích sau khi hai người chìm dưới nước ở Salt River. Tin từ Fort McDowell, Arizona, một người đã chết và nhà chức trách cho biết họ vẫn còn đang tìm kiếm người thứ hai sau khi hai người chìm dưới nước và không nổi lên vào tối thứ tư tại Salt River. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Maricopa cho biết các cảnh sát đã trả lời ngay sau 5 giờ 30 chiều vào ngày 18 tháng 9 tới khu giải trí Ship Crossing để báo cáo về một vụ chết đuối. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong khi trên đường đi, MCSO Communication đã thông báo rằng nhiều đối tượng bị đuối nước và ít nhất 2 đối tượng đã chìm dưới mặt nước và không nổi lên nữa. Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy 2 người tốt bụng đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho một người đàn ông dọc theo bờ cách Blue Rock khoảng 300 thước về phía thượng nguồn. Các cảnh sát đã tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng người đàn ông được cho là đã chết tại hiện trường. Anh ta không được xác định danh tính. Vấn đề phá thai trên lá phiếu, những điều cần biết về dự luật 139 của Arizona. Tin từ Phoenix, đây là những điều cần biết về dự luật 139 của Arizona và lý do tại sao mọi người ủng hộ hoặc phản đối dự luật bỏ phiếu. Dự luật 139 là gì? Dự luật 139 là một biện pháp nhằm sửa đổi hiến pháp tiểu bang Arizona. Trong trường hợp này, dự luật sẽ sửa đổi điều 2 của hiến pháp tiểu bang Arizona bằng cách đưa vào một mục mới về vấn đề phá thai. Mọi cá nhân đều có quyền cơ bản về phá thai.
một phần ngôn ngữ được đề xuất sẽ được đưa vào hiến pháp của tiểu bang nếu biện pháp này được cử tri chấp nhận. Bên cạnh việc tuyên bố quyền cơ bản được phá thai đối với mọi cá nhân, dự luật bỏ phiếu cũng cấm tiểu bang thực hiện những điều sau. Từ chối, hạn chế hoặc can thiệp vào quyền phá thai trước khi thai nhi có thể sống được, trừ khi được biện minh bằng lợi ích bắt buộc của tiểu bang đạt được bằng những biện pháp ít hạn chế nhất. Từ chối, hạn chế hoặc can thiệp vào việc phá thai diễn ra sau khi thai nhi còn sống mà theo đánh giá thiện chí của chuyên gia chăm sóc sức khỏe, điều trị là cần thiết để bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe tâm thần của cá nhân mang thai. Xử phạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì hỗ trợ hoặc giúp đỡ một cá nhân đang mang thai thực hiện quyền quá thai của cá nhân đó. Tin California. Tám lính cứu hỏa California phải nhập viện sau khi xe cứu hỏa lật trên xa lộ. Tám lính cứu hỏa California bị thương trong một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc khi xe tải của họ chuyển hướng để tránh một chiếc thang trên đường. Xe cứu hỏa tông vào lan can rồi lật nhào. Cảnh sát trưởng Brian Fennessy của cơ quan cứu hỏa quận Cam cho biết chiếc xe tải bị lật trên quốc lộ 241 của tiểu bang California. Chiếc xe đang chở một nhân viên sau ca làm việc kéo dài 12 giờ đồng hồ để chống chọi với đám cháy rừng lớn ở quận Cam có tên là vụ cháy sân bay. Cảnh sát trưởng Brian Fennessy của cơ quan cứu hỏa quận Cam cho biết chiếc xe tải bị lật trên quốc lộ California 241 ngay phía bắc Portola Hills. Người phụ nữ đổ lỗi cho kẻ đột nhập với cái chết của bạn trai hiện bị buộc tội giết người. Nhà chức trách ở California đã bắt giữ một người phụ nữ ban đầu được cho là nạn nhân của một vụ đột nhập vào nhà dẫn đến cái chết của người bạn trai cô, và bây giờ cô đã bị buộc tội giết người. Cảnh sát Pleasanton cho biết họ đã bắt giữ Kennedy Smithick, 27 tuổi, vào ngày 12 tháng 9 trong bối cảnh cuộc điều tra về cái chết của bạn trai cô là Edevin White, 32 tuổi, người được phát hiện đã chết tại khu 5700 đường Old Drive vào ngày 1 tháng 5 năm 2023. Trong một tuyên bố, nhà chức trách cho biết cô gái 27 tuổi ban đầu nói dối về cái chết của bạn trai khi nói rằng hai người đàn ông đeo mặt nạ trực tuyết phải chịu trách nhiệm. Cô cáo buộc cặp đôi này đã đột nhập vào căn hộ của họ và giết chết anh ta. KTVU đưa tin, họ viết, tuy nhiên, qua cuộc điều tra kéo dài một năm, các thám tử của Pleasanton xác định tuyên bố này là sai sự thật. Vào thứ Sáu, sau đó cô đã bị văn phòng của luật sư quận Amanda buộc tội giết người. Theo báo cáo, nhà chức trách cáo buộc Stick đã đâm chết quay vào ngực tại căn hộ của họ trên đường Owen và Rosewood Drive. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Tin Massachusetts. Thêm 2 trường hợp nhiễm virus West Nile được xác nhận ở Massachusetts. Boston. Các quan chức y tế công cộng Massachusetts đang nâng cao mức độ rủi ro đối với virus West Nile tại 9 thành phố và thị trấn sau khi báo cáo thêm 2 trường hợp mắc bệnh do muỗi truyền ở người. Theo Bộ Y tế Công cộng, một bệnh nhân là một người đàn ông ở đầu tuổi 50 bị phơi nhiễm ở quận Suffolk và người còn lại là một người đàn ông ở đầu tuổi 80 bị phơi nhiễm ở phía nam quận Middlesex. Hai vụ này nâng tổng số ở Massachusetts lên 6 vụ trong năm nay. Do đó, mức độ rủi ro các quan chức của DPH đang cảnh cáo rằng nguy cơ nhiễm virus hiện rất cao ở Allington, Belmont, Chelsea, Meldon, Medford, Melrose, Rivers, Saugus và Winthrop.
Theo DPH, tổng cộng có 25 cộng đồng ở Massachusetts hiện nằm trong danh mục có nguy cơ cao. Tin Maryland, di chuyển qua Royal Farms và qua quà Sheet đang đến quận Baltimore. Maryland từ lâu đã được biết đến là lãnh thổ của Royal Farms, CFG, Bank Arena, hiện nay ở thành phố Baltimore thậm chí còn mang tên Rufo trong vài năm. Nhưng tuần này, thương hiệu Sheets của Pennsylvania đang mở rộng phạm vi tiếp cận của họ với địa điểm đầu tiên ở quận Baltimore. Sheets chuỗi cửa hàng tiện lợi và trạm xăng sẽ mở một cửa hàng mới vào thứ Năm tại 1499 đại lộ Campbell ở Middle River. Nó sẽ tham gia cùng hơn 750 cửa hàng mà Sheets đã vận động trên khắp Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, North Carolina, Ohio và Michigan. Sheets hiện có các cửa hàng Maryland ở các quận Carroll, Frederick, Hartford và Washington. Tất cả các địa điểm đều mở cửa 24/7, 365 ngày một năm. Nhiều người lái xe ở Trung Đại Tây Dương có lòng trung thành mạnh mẽ với thương hiệu cửa hàng tiện lợi này hay thương hiệu khác, thậm chí còn có cố gắng ghé thăm cửa hàng yêu thích của họ thay vì đối thủ cạnh tranh. Vị trí gần nhất của Royal Farms có trụ sở tại Baltimore với cửa hàng Middle River cách đó nửa dặm tại 11905 Market Way ở Middle River, Wawa giống như Sheets, là một thương hiệu có trụ sở tại Pennsylvania, có địa điểm gần nhất tại 8731 Pulaski Highway ở Rosedale. Tin Virginia, người đàn ông 41 tuổi bị đâm chết ở Northside của Richmond. Richmond, Virginia, WRIC, một người đàn ông 41 tuổi đã chết sau vụ đâm vào chiều thứ Sáu ở Richmond. Vào thứ Ba ngày 3 tháng 9, Sở Cảnh sát Richmond đã công bố danh tính của một người bị đâm chết ở Richmond, Northside vào chiều thứ Sáu ngày 30 tháng 8. Ngay trước 3 giờ chiều, vào thứ Sáu, các cảnh sát đã được gọi đến dãy nhà 00 của phố West Barker để báo cáo về sự cố chưa xác định. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy Marshall Fields, bạn 41 tuổi ở Richmond, trên sàn bên trong một tòa nhà, anh đã bị đâm. Theo cảnh sát, Fields đã được đưa đến bệnh viện địa phương nơi anh đã chết sau đó vì vết thương. Người đàn ông 43 tuổi được xác định trong vụ nổ súng chết người tại Tree Haven Drive. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về cái chết của Fields, bạn nên liên hệ bộ phận tội phạm chính của Sở Cảnh sát Richmond theo số 804-646-6030. Tin Washington DC. Coolidge lên kế hoạch hành hương vào ngày 21 tháng 9 tới đền thờ quốc gia ở Washington DC. Đức cha Larry J. Coolidge, JCL, giám mục của giáo phận Công giáo La Mã Greenberg, bao gồm quận Indiana, sẽ hướng dẫn các tín hữu trong giáo phận của mình thực hiện một chuyến hành hương vào ngày 21 tháng 9 tới Dương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, nguyên tội quốc gia ở Washington DC. Coolidge cho biết chuyến hành hương niềm vui của Thánh Giuse đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria là một chuyến đi đặc biệt để tôn vinh Chúa Giêsu. Mẹ Ngài là Đức Maria, bổn mạng của giáo phận, và cha nuôi Joseph, người được giám mục ủy thác cho giáo phận bổn phận Indiana, Westmoreland, Armstrong và Fayette vào tháng 3 năm nay. Đấy là cuộc hành hương đầu tiên của giáo phận do giám mục Greenberg dẫn đầu đến Dương cung Thánh đường đền thờ quốc gia, và là cuộc hành hương đầu tiên kể từ Đức giám mục danh dự Lawrence E. Brandt đã dẫn đầu một cuộc hành hương cách đây vài năm. Vị giám mục đương nhiệm cho biết cuộc hành hương được thiết kế để kêu gọi nhớ đến Đức Maria, còn được gọi là Đức Mẹ lên trời, lễ cung hiến đặc biệt của giáo phận trong 3 năm cho Thánh Giuse và nhằm mở đầu cho năm thánh 2025 sắp tới với chủ đề những người hành hương của niềm hy vọng. Một phát ngôn viên của giáo phận cho biết các xe buýt sẽ khởi hành từ trung tâm Chúa Kitô Mục Tử bên ngoài Greenberg vào sáng sớm ngày 21 tháng 9, dự kiến sẽ đến Dương cung Thánh đường vào lúc 11 giờ 30 sáng. Điểm khởi hành bổ sung có thể được thêm vào tùy theo số lượng và địa điểm của người đăng ký. Cuộc hành hương sẽ tạo cơ hội cho việc xưng tội, đọc kinh mân côi, sùng kính Thánh Giuse và thánh lễ do Đức giám mục Coolidge cử hành.
Chi phí của chuyến hành hương là 135 USD và bao gồm chi phí đi lại, các hoạt động ở đền thờ, tiền thưởng, vật liệu và điểm dừng ăn tối trên đường về nhà. Quý khách sẽ tự lo bữa sáng tại điểm dừng chân đầu tiên và bữa trưa tại căng tin của đền thờ. Tin Hoa Kỳ. Tên trộm Miami Converse bị bắt kẹt trước khi cầu xin chủ xe giúp hắn ra khỏi xe. Một chủ sở hữu chiếc xe Converse ở Miami Beach đã quay được đoạn video cho thấy một tên trộm có vẻ như đang cầu xin sự giúp đỡ sau khi bị mắc kẹt trong chiếc xe thể thao của mình. Đoạn phim do Julio Solano thực hiện dường như cho thấy nghi phạm Ravesh Rabindrana hỏi anh ta: "Tôi có thể thoát ra khỏi ngoài được không?" Sau khi người đàn ông 33 tuổi bị cáo buộc đã đột nhập vào chiếc xe Converse của anh ta vào thứ hai khi nó đang đậu trong gara, theo WPLG. "Không, bạn không thể ra ngoài. Chúng tôi đang gọi cảnh sát. Ý bạn là gì? Đang bạn đang làm gì? Đây là một vụ trộm ô tô lớn. Bạn đang cố gắng bám ăn trộm xe của tôi. Bạn đang làm gì vậy?" Người ta nghe thấy trong cái video của Solano nói với Ruben Dinot, người đang ngồi ghế tay lái. Sau đó, cảnh sát được nhìn thấy tiến tới chiếc Converse và bắt giữ Robin Darras. Không rõ Robin Darras bằng cách nào đã được vào chiếc xe Converse, nhưng Solano nói rằng các bộ phận điện của xe không hoạt động nếu không có chìa khóa. Và may mắn thay, tên trộm không biết về tính năng mở cửa bằng tay ở dưới ghế. Robin Darras thực hiện buộc tội buộc phương tiện vận chuyển không có người lái và ở đang bị giữ với số tiền bảo lãnh là 2.500 Mỹ Kim. Hơn 20 học sinh trường Florida bị bắt sau khi bị cáo buộc đưa ra lời đe dọa kể từ đầu năm học. Theo các nhà chức trách, văn phòng cảnh sát trưởng quận Port ở Florida đã bắt giữ 24 học sinh trường công kể từ đầu năm học vì cáo buộc đe dọa bằng email hoặc trên mạng xã hội. Giám đốc học khu quận Port Fred Hay đã công bố số vụ bắt giữ gây sốc trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, chỉ vài tuần sau khi vụ xả súng giết người ở trường trung học Appalachia ở Georgia. Hay nói trong một cuộc họp báo do Fox 13 Tampa đưa tin, học sinh sẽ bị bắt, họ sẽ bị buộc trọng tội cấp độ 2, và từ quan điểm của khu học tránh, chúng tôi sẽ đeo đuổi mức độ cao nhất về hậu quả đối với bất kỳ học sinh nào hoặc bất kỳ thành viên không phải học sinh nào trong cộng đồng của chúng tôi gọi điện cho những người này hoặc đăng nội dung nào đó trực tuyến, mạng xã hội hoặc email. Cùng với việc truy tố hình sự đối với những học sinh đe dọa trường học, Hay cho biết khu học tránh sẽ yêu cầu bồi thường bất kỳ thời gian và nguồn lực nào để bỏ ra để điều tra các mối đe dọa. Tin bầu cử. Hướng dẫn cử tri về cuộc tổng tuyển cử năm của Arizona năm 2024. Đây là những điều cần biết trước khi bỏ phiếu. Cũng tin từ Arizona, tìm hiểu cách đăng ký bỏ phiếu, tìm ngày và thời hạn bầu cử, ứng cử viên, địa điểm, trạm bỏ phiếu, an toàn bỏ phiếu qua thư, những gì cần mang theo khi đến phòng phiếu và cách theo dõi trạng thái lá phiếu sớm của bạn. Khi nào có cuộc tổng tuyển cử ở Arizona? Theo Văn phòng Ngoại trưởng Arizona, cuộc tổng tuyển cử năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tháng 11. Tại sao họ chọn ngày 5 tháng 11 là ngày bầu cử năm 2024? Ngày bầu cử được điều chỉnh bởi luật Arizona. Theo luật tiểu bang, các đại cử tri tổng thống phải được bầu vào ngày thứ Ba đầu tiên sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 năm 2 vào năm 1956 và 4 năm sau đó một lần. Luật tiểu bang ghi vào thứ Ba đầu tiên sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 năm 1956 và cứ 4 năm một lần, sau đó sẽ có một số đại cử tri bầu tổng thống bằng với số lượng thượng nghị sĩ đại diện Hoa Kỳ tại Quốc hội từ tiểu bang này. Một vòng khác của luật tiểu bang cũng quy định những cùng ngày cho các cuộc bầu cử Quốc hội, tiểu bang và quận. Đối với năm 2024, điều này có nghĩa là cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11, vì ngày 4 tháng 11 là ngày thứ Hai đầu tiên của tháng. Những chức vụ nào có thể có trên lá phiếu? Một số chức vụ có trong lá phiếu bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ, một ghế Thượng viện Hoa Kỳ, tất cả 9 ghế Quốc hội của Arizona, thượng nghị sĩ tiểu bang, 1 cho mỗi quận, dân biểu tiểu bang, 2 cho mỗi quận, ủy ban tổng công ty, 3 ghế,
giữ lại 2 thẩm phán tòa án tối cao Arizona, giữ lại 4 thẩm phán tòa án phúc thẩm. Cử tri cũng sẽ bỏ phiếu về một số dự luật được đề xuất bằng lá phiếu. Các quan chức bầu cử đã lưu ý độ dài của cuộc bỏ phiếu năm nay. Theo Associated Press, 8 trong số 15 quận của tiểu bang sẽ cử sử dụng những lá phiếu dài 2 trang, trích lời của người phát ngôn của văn phòng ngoại trưởng Arizona. Độ dài chính xác sẽ khác nhau ngay cả ở một quận, vì các lá phiếu cũng bao gồm các cuộc tranh cử địa phương. Chỉ riêng lá phiếu của quận Maricopa sẽ có trung bình 79 cuộc tranh cử cho các cuộc đua địa phương, nếu tiểu bang và liên bang cũng như các đề xuất bỏ phiếu trên toàn tiểu bang. Cho nên, đợt bầu cử này, quý khán giả của Arizona sẽ thấy lá phiếu của mình dài hơn vì nhiều thông tin và mỗi lá phiếu có thể khác nhau tùy mỗi quận hoặc mỗi thành phố. Chúng tôi cũng sẽ livestream để chia sẻ chi tiết hơn tại Viet News USA trên Facebook page. Mời quý khán giả cùng theo dõi trên đó và cùng chia sẻ. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Viet News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Viet News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc và Đan Đan xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp chương trình tránh bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video cũng như chia sẻ video đến với mọi người. Chân thành cảm ơn.